thấy cái phòng này cũng hợp Safari, Ừ, từ nội thất tới màu sắc cũng nếu mà hợp. Safari mà chỗ nào mà làm giống vậy là anh em chắc đi liền ha. Dạ. Bố em biết Safari là gì không? Chắc em tưởng là sở thú đúng Biết chứ, không? Gì hả? cái rừng mà nó hoang sơ một chút xong rồi nó không có nhiều cây màu xanh, nó có mấy Em cây có sợ cọp không? chắc sợ. Dạ. Tại cọp á là nó nằm kế bên mình luôn á, chứ không phải là mình đứng xa xa mình nhòm, không, nó không có trong cái chuồng đâu. Cái này em đi nha. Cách đây một năm, Thái Công với Huy đi safari ở South Africa. Cái chuyến đi đó rất là đặc biệt. Thái Công với Huy tự quay phim, đem theo cái GoPro, cứ cả ngày quay 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 lại. Các biết Thái Công với Huy là đi du lịch là hưởng thụ, thưởng thức, chứ không phải là đi để làm travel blogger. Giống như là mình muốn làm một cái lưu niệm lại, Ừ, kỷ giữ niệm. lại thôi, kỷ niệm thôi, chứ không phải là để làm phim gì hết. Bởi vậy nhiều khi các bạn coi cái phim hôm nay nó không có rõ gì lắm, hay nó đừng có nó hơi lắc gì lắm, hay đừng có comment nha, không thôi là Huy với Thái Công là không còn quay nữa luôn á. Chỉ quay ở nhà thôi. Không, cái phim này thật sự nó thiệt hơn anh nghĩ. Có thể là mình quay như vậy, cái cảm giác đó là người ta coi giống như là người ta đi theo với mình á. Nhiều khi mà quay mà professional quá, giống như vậy nguyên một cái team đi theo, giống như là HTV quay, anh thấy nó còn mệt thêm, thấy nó chán thêm nữa. Safari là một cái du lịch là đẳng cấp á, có là những cái đỉnh cao của du lịch á, có là mình phải qua hết tất cả du lịch rồi mình mới đi du lịch Safari. Từ 10 tuổi là anh đã đi du lịch rồi, anh đi qua Paris, New York là 18 tuổi anh đi New York rồi, mà từ anh đi Safari lần đầu tiên hình như anh cũng khoảng 30 tuổi, cách đây cũng hơn mười mấy năm trước. Bây giờ Không, mấy em cũng nghĩ cũng đúng chứ, nếu mà tại vì em cũng đi New York rồi đi London, đi Paris rồi hết rồi bắt đầu giờ mới đi Safari. Thái Công đã đi du lịch Safari một lần rồi, còn Huy là lần đầu tiên mới đi, thì cái cảm giác em thấy làm sao? Thì thực sự đi em với anh đi du lịch nhiều quá rồi, thì nhưng mà cái chuyến đi ở Safari này thấy rất là ấn tượng. Nói chung là thấy nó khác biệt với những cái chuyến đi khác. Em có nghĩ là đó là sở thú không? Không có nghĩ là không có ban đầu là không cũng không có ý nghĩ là sở thú, nhưng mà cũng không có hình dung được là cái chuyến đi nó sẽ diễn ra như thế nào và cái hoạt động nó làm sao. Và em nghĩ là chắc là khán giả coi chắc là cũng nhiều người cũng không có chưa có hình dung được cái chuyến đi đâu. Anh nghĩ bởi vì có nghĩa là cái phim này anh thấy là người ta đi Paris, New York hay là người ta đi biển resort rồi người ta hình dung ra được. Nhưng mà thật sự cái chuyến đi này anh nghĩ là rất là nhiều người chưa có hình dung ra được nó ra sao. Thì các bạn biết một cái khu vực Safari á nó cực kỳ lớn, có nghĩa là mình so sánh nó khoảng hình như chiều dài là cái park của nó là khoảng tới gần 400 cây số, bề ngang tới 100 mấy chục cây số, có nghĩa là giống như là từ đây khoảng lên tới Nha Trang là mình không hình dung, không khó Quá hình dung luôn á. ừ, Em quá tưởng tượng lớn. nói mà nguyên cái Sài Gòn này mà thành cái Safari là nó đã lớn tới đâu rồi, mà từ đây hỏi Sài Gòn mà tới Vũng Tàu tới Phan Thiết tới Nha Trang, oh my god,
biết bao nhiêu lớn, quá lớn. Dạ. Nó có là cái hàng rào mà từ Nha Trang mà bọc hết đi ngang đó, mà xuống đây là trong chổng là thú vật được sống ở trong chổng, không có ở trong cái chuồng nữa chứ, nó tự đi săn, nó tự đi đẻ ra tiếp tục. Những con hươu cao cổ nó chạy cũng cả trăm cây số, cái dạ. con voi nó di chuyển từ đây qua kia nó cũng cả chục cây số, chứ không phải là nó nhốt nó một cái khu vực ha. Và tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong cái chuyến đi, những cái người mà du khách đó thấy được là hoàn toàn là tự nhiên hết, không có một cái tác động nào của con người yeah. diễn ra hết. Có là sau khi mình vô một cái cổng yeah. cái cổng của đó là nó cũng có một cái mấy cái hàng rào cũng bự á, tại nó hàng rào nó tới mấy lớp hàng rào nhớ không, trước yeah. khi mình vô là mình phải một hàng rào, hai hàng rào, ba hàng rào, tại vì nó canh sau đó thì cho thú vật đừng có ra, không yeah. nó chạy đi mất rồi. Anh là người là không phải là theo kiểu du lịch mà theo kiểu mà adventure đúng không? Nhưng mà em thấy đi cái chỗ này là nó chở cái xe mình nó cũng gập ghềnh dữ. Với lại là em thấy là lúc mà anh đi làm mấy lúc mà mình đi mình cũng có quay mấy cái story trước, ai cũng hỏi một cái câu giống nhau, ồ sao thấy con sư tử cạnh mà sao nó không sợ nó cắn hả? Nhưng mà thật sự ra là khi mà mình ban đầu mình không biết thì mình sợ. Cái người mà đi safari đi xem á là không phải là ngồi trong cái chuồng bằng sắt. Có nhiều người tưởng tượng ô mình ngồi trong cái chuồng sắt rồi là mình ngồi trong chõng, nhưng mà vậy anh cũng không muốn đi. Nhớ cái bữa mình ngồi cái mình chờ nguyên cái gia đình không biết nó làm gì, cái tự nhiên cái con cọp, con sư tử nó đứng dậy, cái nó đi ra, cái nó bắt được con rùa, em nhớ không? À dạ. Yeah. Nó rác nguyên một con rùa lại, cái nó ngồi nó anh nó nhai cái con rùa như là ăn đậu phộng vậy đó. Mà cũng nhưng mà thì mình thấy cũng tội nghiệp cái con rùa, nhưng mà cái đó là cái thiên nhiên. Yeah. Cái là nếu mà mình bây giờ mình nói ok con cọp nó ác hay sao, con cọp tại sao nó bắt con rùa nó ăn, thì nếu mà không cho nó ăn thì nó sẽ chết, nó ác với ai. Cái đó là cái thiên nhiên mình thấy được, là nếu mà con thú vật nó giết cái con khác á, chỉ một lý do thôi, là tại nó sinh sống, nó cần ăn uống. Yeah. Chứ không phải nó giết một cái con thú vật mà vì một cái lợi ích hay là một cái giải trí gì hết.
và người ta phân tích cho mình đó là những cái con thú vật nó thấy người mà ngồi trên xe giống như là một cái tảng đá hay là một cái vật di chuyển thôi, thì nó rất là an toàn. Mà em nghĩ cũng đúng chứ, cái du lịch này người ta có mấy trăm năm rồi, nếu mà những cái khách sạn này, những cái ở đây những cái dịch vụ mà thực sự nó không có đem lại an toàn cho khách đi du lịch chắc là không ai đi luôn á. Lần đầu tiên anh đi safari á, anh không có nghĩ đến mà cái sự nguy hiểm, anh không có nghĩ một giây về cái sự nguy hiểm của nó, hay là nó nhảy vô nó cắn mình. Thì như có thể anh có thể là suy nghĩ rất là practical, nó là nếu mà nó cắn mình thì ai trả cái tiền khách sạn đúng không? Bởi vì người ta cũng phải tổ chức nó an toàn. Yeah. Nhưng mà nó cũng không phải là ngồi bắt mình ngồi trong cái thùng sắt để Thì cơ bản là ai mà mấy con vật đó là thường là được dạy là toàn là mấy con vật mà giữ không, mà nên là thấy cứ hỏi nó có cắn hay không. Không, nếu mà mình phải có cái quy tắc, có nhiều người không biết quy tắc nó thì nó không có an toàn. Thật sự là mình vô cái khu vực đó, mình là người khách trong cái khu phú thuộc, nó là chủ nhà, mình là người khách tới nhà nó, mình xem thì mình phải theo cái luật lệ nó một chút xíu. Tại vì thí dụ con cọp mà nó tự đẻ ra từ hồi nhỏ đó, thì mấy cái xe nó đi ngang nó thấy cái xe đó, nhưng mà cái xe này nó chưa bao giờ một cái nguy hiểm cho nó chân á. Tại cái xe này chưa bao giờ mà đụng nó, hay là cái người ta bao giờ bắn nó chân á, thì nó không có một cái trải nghiệm mà về negative về cái xe này. Trong cái não của nó đâu có ăn thịt người ta, nó đi ăn thịt con nai hay nó đi ăn thịt con gì đó đúng không? Nhưng mà nó không bao giờ ăn thịt người. Bởi vì mình không phải là thuộc về cái menu, trong cái menu của nó không có thấy thú vị đâu, nên là các bạn cứ yên tâm, nó không có cắn nó. Chỉ có một cái là mình đừng có lấy đồ ăn, hay là mình luyện cho nó, hay là mình làm cái đó là phải hiểu trước. Hay là đừng có lấy tay thò ra rồi vuốt nó. Sau đó không phải cái tay mất mà nguyên cái đồng hồ Rolex mất luôn nha. Số bây giờ là 7:10 và sẽ nghỉ giải lao một chút. Ông ranger mà giỏi không? Ông làm những cái tiếng động thú vật á. Em có hỏi là bây giờ mình làm sao mà ông nói là sẽ có một cái con mà tê giác nó chuẩn bị đến, mà nó sao ông biết được hay của ta? Thì ông nói là tại vì ông nãy giờ ông đang làm cái tiếng giống như là một cái con tê giác giả vậy đó. Xong cái ông sẽ làm để cho nó biết là ở đây giống như là đang có một con tê giác khác, xong cái nó sẽ xuất hiện.
khi mà mình thấy được cái con tê giác ở ngoài nó, cái tình cảm của cái con mẹ nó dành cho cái con, đứa con của mình, nhìn nó enjoy cái cuộc sống của nó trong thiên nhiên rất là, mình thấy rất là thích thú. Và lúc đó mình sẽ thấy là con người có những lúc mà người ta vì cái lợi ích cá nhân mà người ta sẽ làm xâm phạm đến cái tự nhiên, ví dụ như là cắt những cái sừng của con tê giác để làm thuốc trị bệnh hay làm như cái gì đó. Và Huy thấy cái điều đó là một cái điều mà rất là ác độc và mình phải chống đối. Anh không hiểu vì sao mà tới cái thời hôm nay mà còn lấy con tê giác ra rồi chặt cái mũi rồi đem về làm thuốc. Anh không hiểu cái người ta sao mà nó ác độc mà nó ích kỷ như vậy ha. Đi giết nguyên một cái con thú vật mà để lấy cái chỉ cái đó thôi. Các bạn thấy rất là vô lý. Cái đó là các bạn biết cái đó là chỉ là giống như móng tay mình, giống như là ta, các bạn không muốn lấy móng tay thấy không cho để nghiền rồi uống hay sao. Nó giống vậy đó. Người ta không có một cái tư duy, cái suy nghĩ mà cứ là nghe là bắt chước theo. Anh mệt cái lắm luôn á. Cái đó là cái các bạn phải biết người nào mà dùng mấy cái đó mình phải giảng nghĩa cho người ta. Và cái sự ăn uống của mình á, mình hãy suy nghĩ lại là nó có tốt cho mình và nó tốt cho người khác hay không, nó có gì không. Chứ cái suy nghĩ cái là quá ích kỷ. So, bây giờ là mới có 5 giờ 15 buổi sáng. Bạn đó phải chuẩn bị, bạn đó đi safari tiếp tục. Con voi nữa là đầy đủ.